Còn Phạm Kim Huệ là một trong những tượng đài của bóng chuyền nữ Việt Nam khi nắm giữ kỷ lục 17 lần liên tiếp tham dự giải vô địch quốc gia, 27 lần giành huy chương bạc SEA Games. Nhắc đến bóng chuyền nữ Việt Nam, Phạm Kim Huệ là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất. Đó là cô phụ công tài năng trên sân đấu, người đội trưởng đầy bản lĩnh, hoa khôi dạng người trên sàn đấu, cùng miếng đánh một chân vốn đã mang thương hiệu của số 5 đội tuyển quốc gia Việt Nam. Người nắm giữ kỷ lục của bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm 2004, khi VTV Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, Kim Huệ là tay độc khiến các đối thủ e ngại nhất. Các vận động viên của Trung Quốc khi được hỏi về cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam, hầu hết câu trả lời đều là Kim Huệ, với miếng đánh một chân sau đầu. Miếng đánh đó đã trở thành thương hiệu của Kim Huệ, với hiệu suất ghi điểm ấn tượng. Để rồi dù vị trí chuyền hai có là Đặng Thị Hồng, Linh Chi hay Hà Thị Hòa, Kim Huệ vẫn luôn phát huy được những pha đánh sấm sét. Kim Huệ đến với bóng chuyền khi đã 13 tuổi. Sau một thời gian tập luyện cùng đội trẻ Điền Kinh Hà Nội, cô gia nhập đội bóng chuyền Thông Linh Liên Việt Bốt Banh năm 1996. Chỉ mất khoảng 3 năm tập luyện, với tố chất bẩm sinh, Kim Huệ được luôn lên đội 1 của đội bóng Ma Lính. Năm 1999, cô trở thành vận động viên trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam khi mới 17 tuổi. Và cũng chỉ mất thêm 2 năm, Kim Huệ trở thành đội trưởng ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Gần 20 năm thi đấu với những thăng trầm trong sự nghiệp, Kim Huệ trở thành một tượng đài của đảng bóng chuyền nữ Việt Nam với chiến chức vô địch quốc gia, 7 tấm huy chương bạc SEA Games, cùng kỷ lục 17 lần liên tiếp tham dự giải vô địch quốc gia. Bên cạnh đó là hàng loạt các danh hiệu tập thể cũng như cá nhân tại các giải đấu trong và ngoài nước. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Kim Huệ là một trong những phụ công xuất sắc của khu vực Đông Nam Á. Trong những năm tháng với vai trò là đội trưởng đội tuyển quốc gia, Kim Huệ luôn thể hiện được tố chất cũng như bản lĩnh của mình, là đào tạo ghi điểm của cả đội cũng như vực dậy tinh thần của các đồng đội những lúc gặp khó khăn. Mỗi trận đấu có sự góp mặt của Kim Huệ đều nhận được sự yêu ái của người hâm mộ. Đáp lại tình cảm đó, cô phụ công số 5 luôn thi đấu hết mình. Việc theo chân Kim Huệ gần như là điều bất khả thi, không lùi bước khó khăn. Đúng với bản lĩnh của người đội trưởng đích thực, Kim Huệ luôn biết cách vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để khẳng định bản thân. Đầu năm 2006, Kim Huệ gặp chấn thương và phải mổ ống quyển. Do lao và thi đấu tập luyện sớm, cô tái phát chấn thương vào cuối năm và phải phẫu thuật. Sau đó Kim Huệ quyết định dừng lại để lập gia đình và sinh con. Trở lại vào năm 2009, Kim Huệ khiến cho giới chuyên môn kinh ngạc về khả năng của mình, với tốc độ và những pha dứt điểm uy lực sau thời gian nghỉ thi đấu. Xong, những khó khăn tiếp tục đến với cô phụ công xinh đẹp này. Những lùm xùm của mùa giải năm 2011 khiến Kim Huệ quyết định chia tay Thông Tin Liên Việt Bốt Banh, đội bóng cô đã gắn bó suốt 12 năm để đến với Ngân hàng Công Thương. Kim Huệ trở thành tiêu điểm, xuất hiện trên các mặt báo cũng như bàn tán trên mạng xã hội. Có khen, có chê, nhưng cô từng chia sẻ, đó là một trong những khoảng thời gian hết sức khó khăn trong sự nghiệp của tôi. Và thật may, cuối cùng là tôi cũng đã vượt qua nó. Bất chấp những ý kiến trái chiều, Kim Huệ là một trong những cái tên chủ chốt làm nên lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi đứng hạng 4 lịch sử tại Cúp Châu Á năm 2012 và giành được huy chương bạc SEA Games năm 2013. Sau mỗi khó khăn, Kim Huệ đều trở lại mạnh mẽ, điều mà không phải nữ vận động viên nào cũng có thể làm được. Kim Huệ là một vận động viên đẳng cấp khu vực. Song, một trong những điều đáng tiếc của cô là chưa một lần xuất ngoại thi đấu, dù từng được vô số lời mời gọi từ các đội bóng Thái Lan cũng như Trung Quốc.